Lại nghĩ như vậy, tôi sẽ khắp vì tất cả chúng sinh thọ các khổ, khiến cho họ được thoát khỏi hố sinh tử vô lượng thứ khổ. Tôi sẽ khắp vì tất cả chúng sinh, ở trong tất cả thế giới, trong tất cả cõi ác, hết kiếp thuộc vị lai thọ tất cả khổ, nhưng vẫn thường vì chúng sinh sinh tu căn lành. Đại Bồ Tát tu pháp môn thập hồi hướng lại quán tưởng như vậy, tôi phải khắp vì chín pháp giới tất cả chúng sinh để thọ các thứ khổ. Tôi đều nguyện ý thay thế họ chịu đựng, hy vọng họ nhờ đây mà thoát khỏi hố sinh tử, nơi vực núi thẳm chẳng thấy đáy, nơi đất sâu đều gọi là hố. Ví dụ sinh tử các khổ giống như hố lớn, chúng sinh đọa vào trong đó thọ vô lượng khổ, chẳng có lúc nào thoát khỏi. Bồ Tát phát nguyện thay thế chúng sinh vào trong hố lớn sinh tử, các thứ khổ để thọ khổ, khiến cho chúng sinh có thể thoát khỏi hố khổ, do đó cứu chúng sinh ở trong hố khổ, khiến cho họ được giải thoát. Bồ Tát lại phát nguyện như vậy, tôi phải khắp vì tất cả chúng sinh vào trong bốn cõi ác, trong mười phương pháp giới, Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, để thay thế chúng sinh thọ khổ, thời gian kiếp số chẳng có cùng tận. Tuy nhiên như vậy, tôi vẫn phải luôn luôn vì hết thảy chúng sinh, sinh tu đủ thứ căn lành, sinh tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si, đem căn lành công đức của mình tu tập, tự hào không xèn tiếc, hoàn toàn hồi hướng cho chúng sinh trong mười phương thế giới. Bồ Tát làm như thế, phát thệ nguyện lớn như thế, tâm luôn chẳng bỏ chúng sinh, chẳng quên chúng sinh, lợi ích chúng sinh, nguyện thay thế chúng sinh thọ khổ, vì trong tâm của Ngài chẳng có chính mình nữa, từ chỗ chẳng vì mình, mà một lòng một dạ chỉ hy vọng cứu chúng sinh thoát khỏi biển khổ, chấm dứt sinh tử, được sự an lạc rốt ráo. Cho nên tuy Ngài thân thọ ca khổ mà tâm luôn an vui, Ngài vẫn vì chúng sinh tu căn lành, tinh tấn cầu Phật đạo, tất cả vì chúng sinh mà hồi hướng. Chúng ta người tu hành phải học tinh thần của Bồ Tát, xả mình vì người, không thể ích kỷ, không thể ỷ lại, bằng không thì căn lành sẽ chẳng đầy đủ. Điều nguyện thứ 9 trong 10 điều nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền là hằng thuận chúng sinh, nói với chúng ta rất rõ ràng, nếu chẳng có chúng sinh thì tất cả Bồ Tát chọn không thể thành vô thượng chánh giác. Vì Bồ Đề giác đạo là thuộc về chúng sinh, cho nên chúng ta phải vì chúng sinh sinh tu lục độ vạn hạnh để tẩy bồi tất cả căn lành và quả giác Bồ Đề. Đây là người tu hành phải thời khắc không thể quên. Tại sao? Thà tôi một mình thọ các khổ như vậy, chẳng khiến cho chúng sinh đọa vào địa ngục. Tôi sẽ ở trong địa ngục, súc sinh, vua Diêm La, vân vân, các chỗ hiểm nạn, đem thân tôi để chuộc, cứu lấy tất cả chúng sinh trong đường ác, khiến cho họ được giải thoát. Là nguyên nhân gì khiến cho Bồ Tát siêng tu căn lành pháp môn hồi hướng? Bồ Tát xem sự khổ của chúng sinh như sự khổ của chính mình, cho nên Ngài nguyện ý thay thế chúng sinh thọ khổ, đem sự an lạc mà mình được hưởng thọ hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Cho nên Ngài nói, thà tôi nguyện một mình để thay thế chúng sinh thọ khổ, quyết chẳng nguyện ý mắt thấy chúng sinh đọa vào trong địa ngục. Tôi phải vào địa ngục súc sinh, vua Diêm Vương, những nơi nguy hiểm nhất, nơi khổ não nhất, dùng thân tôi để chuộc, tôi chịu khổ thay thế tất cả chúng sinh, đổi lại cứu lấy chúng sinh thoát khỏi khổ trong địa ngục và súc sinh, khiến cho họ được an lạc, tự do, đắc được giải thoát. Lại nghĩ như vậy, tôi nguyện bảo hộ tất cả chúng sinh, quyết chẳng xả bỏ. Tôi nói lời thành thật, chẳng có hư vọng. Tại sao? Tôi vì cứu độ tất cả chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề, chẳng vì thân mình cầu đạo vô thượng, cũng chẳng vì cầu cảnh giới nam dục, cùng với đủ thứ dục lạc trong ba cõi mà tu hạnh Bồ Đề. Bồ Tát lại quán tưởng suy nghĩ như vậy, tôi nguyện ý bảo hộ tất cả chúng sinh, chẳng khiến cho họ bị xâm hại và chẳng bình an từ bên ngoài. Do sự bảo hộ họ mà thọ bất cứ phiền não và đả kích nào, tôi cũng quyết không bỏ họ. Tôi quyết định phải cứu giúp họ lìa khổ được vui, vì lời nói của tôi nhất định phải làm được. Lời tôi nói ra đều là thành thật, chẳng hư vọng. Tôi quyết không nói dối, không nói lời giả. Lời nguyện tôi phát ra phải đạt được mục đích, quyết chẳng phế bỏ giữa đường. Tại sao? Tôi vì cứu hộ tất cả chúng sinh mà phát tâm Đại Bồ Đề, chẳng phải tôi vì danh dự địa vị của tôi, để cho mọi người đến cung kính cúng dường tôi mới phát tâm Đại Bồ Đề, cũng chẳng phải vì mình muốn thành Phật, thành tựu quả vị vô thượng mà phát tâm Đại Bồ Đề, cũng chẳng phải vì tham cầu cảnh giới nam dục, muốn mình hưởng thọ nam dục mà phát tâm Bồ Đề,
hoặc tham cầu đủ thứ dục lạc trong ba cõi mới tu hạnh bồ đề. Năm dục là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ nhiều. Ba cõi là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Các vị thiện tín, chúng ta nghe đoạn văn này phải sinh tâm hổ thẹn. Hãy nghĩ thử xem chúng ta từ vô thủy đến nay trải qua trong bốn cõi sinh rồi chết, chết rồi sinh. Bồ Tát tự thân đến bốn đường ác, ở trước mặt kẻ chủ quản bốn đường ác, dùng thân mình làm vật chuộc mạng. Ngài thay thế chúng ta ở đó thọ các tội khổ để chúng ta đến được nhân gian, mà còn chẳng biết làm lành, càng chẳng biết phát tâm bồ đề cứu giúp người khác, vẫn phạm lỗi xưa, tham sân si khởi hoặc tạo nghiệp, chuyển một cái lại đọa vào trong bốn đường ác. Giống như vậy, Bồ Tát lại cứu bạt chúng ta, tuy Ngài lại thay thế chúng ta một đời nữa thọ khổ, nhưng chọn chưa từng sinh tâm nhàm chán cứu hộ chúng sinh, Ngài vẫn âm thầm tu hạnh Bồ Tát, hành khổ hạnh khó nhẫn mà nhẫn được. Nếu chúng ta lại chẳng phát tâm bồ đề tu hành hướng đạo, thì làm sao đối diện được với tấm lòng từ bi ái hộ của Bồ Tát đối với chúng ta? Hiện tại chúng ta nghe được đoạn kinh văn này, biết tinh thần vĩ đại của Bồ Tát xả thân cứu hộ chúng sinh, chúng ta phải mau phát tâm đại bồ đề, một mặt vì sám hối nghiệp chướng của mình phát tâm cứu hộ chúng sinh, một mặt cũng là để báo đáp ơn đức của Bồ Tát chuộc chúng ta. Như vậy mới có thể giảm bớt một chút gánh nặng của Bồ Tát, đồng thời cũng vì mình mà tích tụ chút căn lành công đức. Nhất là hiện tại hai chúng đệ tử đã xuất gia, không thể dụng công phu trên danh dự địa vị, phải theo Bồ Tát, chẳng vì thân mình cầu đạo vô thượng, cũng chẳng vì cầu cảnh giới năm dục và đủ thứ dục lạc trong ba cõi mà tu hạnh bồ đề. Phải có tinh thần thay thế chúng sinh thọ khổ, phải có tâm bình đẳng cứu khắp tất cả chúng sinh, đừng có tâm phân biệt thân sơ, thương ghét, tốt xấu, thiện ác, người và chẳng phải người. Hy vọng sáu chúng đệ tử nỗ lực hướng về Bồ Tát học tập, đặc biệt chú ý về điểm này mới không cổ phụ nghe được đoạn kinh văn này. Tại sao? Vì sự vui thế gian đâu chẳng là khổ, cảnh giới các ma chỉ người ngu mới tham, chư Phật thì của trách. Tất cả các khổ hoạn do đầy mà sinh ra, địa ngục ngạ quỷ và súc sinh, nơi vua Diêm Vương giận thù kiện tụng hủy nhục lẫn nhau, các điều ác như vậy đều do tham trước năm dục mà ra, đam mê năm dục xa lìa chư Phật, chướng ngại sinh về cõi trời, hà huống đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nguyên nhân gì Bồ Tát không tham cảnh giới năm dục và đủ thứ khoái lạc trong ba cõi mà nguyện ý tu hạnh bồ đề? Vì Bồ Tát biết rõ hết thảy tất cả trong thế gian đều là nhân của khổ đau. Ví như người thế gian đều hoan hỉ mặc quần áo tốt đẹp, thường thường chi phí mấy ngàn đồng cho một bộ đồ đẹp nhìn chói mắt, xong một khi thiếu cẩn thận bị dơ bẩn hoặc bị rách thì lúc đó trong tâm rất phiền não, tiếc nuối, buồn rầu. Đây chẳng phải là chứng minh vui là nhân của khổ chăng? Hơn nữa, người thế gian đều hoan hỉ ăn thức ăn ngon, khi gặp thức ăn ngon thì ăn no nê hết chỗ chứa, kết quả có rất nhiều người vì tham ăn mà mất mạng, hoặc có người sinh bệnh, bệnh kỳ quái chẳng biết khổ dường nào. Đây chẳng phải là sự khoái lạc trước lấy phiền não chăng? Đây cũng chẳng phải là chứng minh vui là nhân của khổ chăng? Đời sống con người có quan hệ với quần áo, ăn uống, chỗ ở, việc làm, cùng với hưởng thụ năm dục, đủ thứ khoái lạc trong ba cõi, đâu chẳng phải là nguyên nhân của khổ, cho nên nói sự vui thế gian đâu chẳng phải là khổ đau. Cảnh giới các ma, tức là hết thảy tất cả cảnh giới, hay khiến cho bạn vui mừng, khiến cho bạn nóng giận, khiến cho bạn chẳng vui, buồn rầu, thống khổ, phiền não, bi ai, đủ thứ cảnh giới thất tình, lục dục, đều là cảnh giới của ma. Còn có cảnh giới hốt nhiên phát sinh một thứ cảnh giới, khiến cho bạn mê hồ, chẳng nhận thức được chân tướng của nó, lại buông bỏ chẳng đặng, nhìn chẳng thấu rõ, bị nó làm lay chuyển. Đây cũng có thể nói là cảnh giới của ma, nhưng các loại sự tướng này làm cho kẻ ngu si hoàn hỷ nhất, tham ái chấp trước mê hoặc còn tự cho rằng là được vui. Chư Phật đối với những cảnh giới đó rất minh bạch rõ ràng, cho nên Ngài chẳng hy vọng chúng sinh chấp mê ở trong đó. Ngài dạy chúng sinh cũng chẳng cho phép chúng sinh phạm thứ bệnh ngu xuẩn đó. Tất cả sự vui thế gian đều là nhân của khổ. Chúng ta thọ đủ thứ khổ hoạn là do đây mà sinh ra. Tại sao chúng sinh đọa vào địa ngục? Vì tâm tham sân si quá nhiều. Tại sao phải làm ngạ quỷ? Vì mau bệnh tham sân si.
tại sao phải đọa làm súc sinh, vẫn do tham sân si. Chúng sinh chấp trước tất cả cảnh giới, tham luyến tất cả sự hưởng thụ năm dục, cho nên đọa vào địa ngục, hoặc làm ngạ quỷ, làm súc sinh. Những chúng sinh đó tham sân si quá độ, một khi chết đi đến trước mặt vua Diêm Vương, hai bên đối diện sẽ nổi giận bất bình, kiện tụng phân tranh, hai bên hủy nhục với nhau. Tập khí ác tham sân si vốn nặng như thế, một chút cũng không thể nhường nhịn, vẫn buông bỏ chẳng đặng. Như thế thì chỉ có trôi nổi ở trong các đường ác, tức là vì cảnh giới năm dục tạo thành, vì buông bỏ chẳng đặng cảnh giới năm dục, đám trước thì buông bỏ chẳng đặng cũng sẽ xa lìa chư Phật. Vì buông bỏ chẳng đặng cảnh giới năm dục cũng chướng ngại, không thể được sinh về cõi trời, tức chẳng thấy được Phật, lại không thể sinh về cõi trời, thì làm sao đắc được quả vị Phật vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Bồ Tát quán các thế gian như vậy, bớt tham dục vị, thọ vô lượng khổ, chọn không vì năm dục lạc đó mà cầu vô thượng Bồ Đề, tu hạnh Bồ Tát, chỉ vì an lạc tất cả chúng sinh, phát tâm tu tập, thành tựu viên mãn đại nguyện, cắt đứt những dây khổ đau của chúng sinh, khiến cho họ được giải thoát. Bồ Tát tu pháp môn thập hồi hướng, quan sát hết thảy thế gian tất cả chúng sinh như vậy, nhìn thấy họ vì tham đồ dục lạc, say đắm năm dục, thọ vô lượng khổ, ở trong bốn cõi ác tam giới lưu chuyển không ngừng, chẳng biết nhân của khổ, chẳng minh bạch con đường thoát khỏi. Bồ Tát ngài quyết sẽ không bị năm dục dẫn dụ, bị sự vui của tam giới mê hoặc. Bồ Tát tu hạnh Bồ Tát cầu Phật đạo vô thượng, ngài cũng chẳng phải vì tham đồ hưởng thụ tiền tài sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon ngủ nhiều, cũng chẳng phải vì truy cầu từ vị sắc thành hương vị xúc. Những thứ dục lạc thế gian này chẳng rốt ráo, Bồ Tát chân thật hiểu rõ nó, sớm đã đại triệt đại ngộ. Ngài vì khiến cho chúng sinh đắc được sự an ổn, chân thật, niềm vui lớn rốt ráo, mới phát tâm tu hạnh Bồ Tát, cầu Phật đạo vô thượng Bồ Đề. Ngài phải tu tập 6 độ vạn hạnh, mới có thể viên mãn thành tựu đại nguyện của Ngài cứu hộ chúng sinh. Ngài phải dùng thần thông trí huệ thành tựu của mình, vì chúng sinh mà chặt đứt nhân khổ, sợi dây mà lực, dụ hoặc năm dục, và nghiệp lực tham sân si trong tam giới ràng buộc chúng sinh. Bồ Tát dùng thanh kiếm trí huệ của mình chặt đứt nó, giải thoát chúng sinh khỏi sự ràng buộc, khiến cho họ thấy được Phật, nghe được Pháp, gần gũi tăng, đắc được tự do an lạc. Phật tử Đại Bồ Tát lại nghĩ, tôi sẽ đem căn lành hồi hướng như vậy, khiến cho tất cả chúng sinh được vui rốt ráo, vui lợi ích, vui chẳng thọ, vui vắng lặng, vui không nương tựa, vui không động, vui vô lượng, vui không xả bỏ, không thối lùi, vui bất diệt, vui nhất thiết trí. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, ngài lại tư duy như vậy, tôi sẽ đem căn lành tu tập đối với chúng sinh hồi hướng như vậy. Hy vọng tất cả chúng sinh đắc được sự hồi hướng của tôi rồi, cũng giống như tôi đắc được sự vui trần tránh, có thể thọ được vui lợi ích, có sự trợ giúp của họ, vĩnh viễn vui chẳng thọ thống khổ ràng buộc, vui lìa khỏi tất cả khổ, có thể thọ vui vắng lặng, thanh tịnh, không nhiễm, có thể từ đây thọ vui bất tất nương nhờ người khác, tự lập tự cường vô ý, có thể thọ vui của định huệ thông đạt như như bất động, chẳng bị cảnh giới lay chuyển, có thể đắc được vui vô lượng vô biên, không tham không cầu, có thể thọ vui hướng đạo kiên định tín tâm, chẳng bỏ tâm Bồ Đề, chẳng bị uy hiếp dẫn dụ, chẳng thối tâm Bồ Đề, có thể thọ vui tinh tấn tu đạo, từ bi tu huệ, vĩnh viễn tâm địa bình an chẳng đoạn diệt, trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh, và đắc được vui nhất thiết trí huệ. Lại nghĩ như vậy, tôi sẽ làm điều ngự sư của tất cả chúng sinh, làm chủ binh thần, cầm đuốc đại trí chỉ bày con đường an ổn, khiến cho họ lìa khỏi hiểm nạn, dùng phương tiện khéo léo khiến cho họ biết nghĩa thật. Lại ở nơi biển sinh tử, làm thuyền sư nhất thiết trí thiện xảo, độ các chúng sinh khiến cho họ đến được bờ bên kia. Vị Bồ Tát này tu hạnh môn hồi hướng, lại suy nghĩ như vậy, ngài nói, tôi phải phát nguyện làm điều ngự sư của tất cả chúng sinh. Thời xưa người đánh xe gọi là điều ngự sư, điều là điều hòa, điều phục, ngự là giá ngự, thống ngự. Chỗ này là ví dụ Bồ Tát điều phục chúng sinh càng cường, giá hóa khiến cho họ thuần phục và lãnh đạo chúng sinh đi trên con đường Phật đạo. Phật là điều ngự trượng phu thiên nhân sư, điều ngự sư, nói ở đây là đạo sư điều ngự tất cả chúng sinh trong tam giới, là một vị đại thiện tri thức, đại đạo sư lãnh đạo chúng sinh tam giới thoát khỏi tam giới,
khiến cho họ chấm dứt sinh tử, lãnh đạo chúng sinh thoát khỏi tam giới, lãnh đạo chúng sinh vào niết bàn, lãnh đạo chúng sinh thành Phật quả. Đây đều là ý nghĩa điều ngự sư. Bồ Tát vì muốn phát nguyện làm đạo sư của chúng sinh, lãnh đạo chúng sinh từ bỏ sinh tử qua dòng phiền não, đạt đến bờ niết bàn bên kia. Bồ Tát lại muốn làm bình bộ đại thần của chúng sinh, trưởng quản việc quốc gia, bảo vệ nhân dân, điều phục tất cả thiên ma ngoại đạo, khiến cho chúng sinh thảy đều bình an. Đây tức là binh báu, một trong bảy báu của vua Chuyển Luân Thánh Vương, tức cũng như hiện nay là thống soái ba quân của mỗi quốc gia. Bồ Tát lại nghĩ như vậy: tôi sẽ vì chúng sinh là một người cầm đuốc trí huệ, vì đuốc trí huệ có thể chiếu phá tất cả đen tối, có thể chiếu sáng nơi nguy hiểm, con đường lồi lõm chẳng bằng phẳng. Chỉ tôi giơ cao đuốc trí huệ thì chúng sinh trôi nổi ở trong biển nghiệp đen tối, có thể thấy được quang minh mà thoát khỏi biển khổ sinh tử. Chúng sinh ở trong vực thẳm của thống khổ, có thể đi trên con đường lớn an ổn, khiến cho tất cả chúng sinh xa lìa khốn khổ hiểm nạn. Nếu đuốc lửa chẳng có trí huệ thì chúng sinh sẽ vĩnh viễn trầm luân ở trong khốn khổ. Có thể Bồ Tát phải làm người cầm đuốc đại trí. Bồ Tát biết rõ căn khí của chúng sinh khác nhau, khó giáo hóa, cho nên Ngài dùng đủ thứ pháp môn phương tiện khéo léo, vì muốn khiến cho chúng sinh minh bạch nghĩa lý chân thật. Bồ Tát lại nghĩ muốn ở trong biển sinh tử làm thuyền trưởng có kinh nghiệm nhất, có kỹ năng hiểu biết về thuyền biển, có đại trí huệ, sẽ dùng phương tiện khéo léo. Nếu như gặp lúc sóng to gió lớn thì cũng bình an qua khỏi, lãnh đạo chúng sinh thoát khỏi biển nghiệp sinh tử, bình an đạt đến bờ niết bàn bên kia. Phật tử, Đại Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, đó là tùy nghi cứu hộ tất cả chúng sinh, khiến cho họ thoát khỏi sinh tử, thừa sự cúng dường tất cả chư Phật được trí huệ nhất thiết trí, không chướng ngại, xa lìa các ma, xa lìa ác tri thức, gần gũi tất cả Bồ Tát bạn lành, diệt trừ các tội lỗi, thành tựu nghiệp thanh tịnh, đầy đủ hạnh nguyện rộng lớn vô lượng căn lành của Bồ Tát. Cả vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát đem đủ thứ căn lành của mình tu tập đối với chúng sinh hồi hướng như vậy: tôi phải tùy thời tùy lúc gặp bất cứ người nào thọ khổ, liền lập tức cứu hộ họ, khiến cho họ đều thoát khỏi biển khổ sinh tử, qua dòng phiền não đạt đến bờ niết bàn bên kia, và họ còn có thể thừa sự cúng dường mười phương chư Phật mà đắc được trí huệ tối cao trong nhất thiết chủng trí không chướng ngại, xả bỏ hạnh tà, xa lìa đủ thứ tà ma không chánh đáng, chẳng làm quyến thuộc của ma vương, chẳng gần gũi người tà tri tà kiến, tư tưởng mâu thuẫn, gần gũi hết thảy Bồ Tát cùng với bạn lành của Bồ Tát, cũng có thể nói gần gũi hết thảy Bồ Tát và kết làm bạn hữu với Bồ Tát. Vì gần gũi Bồ Tát và các vị thiện tri thức, cho nên diệt trừ tất cả tội ác và lỗi lầm trong quá khứ, từ đây chẳng còn tái phạm lỗi lầm tạo nghiệp ác nữa, mà tự nhiên thành tựu đạo nghiệp thanh tịnh. Đầy đủ hạnh nguyện rộng lớn của Bồ Tát đã phát, viên mãn vô lượng căn lành công đức của Bồ Tát. Ở đây tuy nhiên nói là Bồ Tát vì chúng sinh hồi hướng, mà trong vô hình cũng hoạch được lợi ích của mình. Phật tử, Đại Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng rồi bèn nghĩ như vậy: chẳng vì bốn thiên hạ nhiều chúng sinh mà có nhiều mặt trời xuất hiện, chỉ cần một mặt trời xuất hiện đều có thể chiếu khắp tất cả chúng sinh. Lại nữa, các chúng sinh chẳng vì thân mình ánh sáng nên biết có ngày đêm du hành quan sát, tạo ra các nghiệp, đều do mặt trời xuất hiện trở thành các việc như thế. Nhưng mặt trời đó chỉ có một, Đại Bồ Tát cũng là như thế. Khi tụ tập căn lành hồi hướng thì nghĩ như vậy: các chúng sinh đó không thể tự cứu mình, sao có thể cứu kẻ khác? Chỉ có một mình tôi lập chí nguyện, chẳng có bạn bè tu tập căn lành hồi hướng như vậy, đó là vì muốn rộng độ tất cả chúng sinh, vì chiếu khắp tất cả chúng sinh, vì chỉ bày tất cả chúng sinh, vì khai ngộ tất cả chúng sinh, vì đoán lại tất cả chúng sinh, vì nhiếp thọ tất cả chúng sinh, vì thành tựu tất cả chúng sinh, vì khiến cho tất cả chúng sinh hoan hỷ, vì khiến cho tất cả chúng sinh vui mừng, vì khiến cho tất cả chúng sinh rất nghi hoặc. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu pháp môn thập hồi hướng, Ngài làm những điều chẳng trái với chánh đạo, hợp với nghĩa lý chân thật, được chư Phật khen ngợi. Hồi hướng chánh quyết rồi bèn yên lặng tư duy nghĩ như vậy: tôi nghĩ chẳng phải trên thế gian có nhiều sinh mạng chúng sinh thì có nhiều mặt trời xuất hiện. Kỳ thật chẳng phải chỉ có một mặt trời xuất hiện thì có thể chiếu khắp đến tất cả hữu tình vô tình, núi cao hang thẳm,
Hơn nữa, tất cả chúng sinh chẳng phải họ cảm thấy tự thân của mình có quang minh, mà biết có ngày đêm khác nhau, cũng chẳng phải vì họ đi các nơi, đến khắp nơi quan sát nghiên cứu mà khởi lên bao nhiêu tư tưởng, làm ra đủ thứ tính chất hạnh nghiệp khác nhau. Đó là vì mặt trời xuất hiện chiếu khắp đại địa, tất cả chúng sinh được ánh sáng chiếu đến, mới tạo ra các thứ hạnh nghiệp thiện ác, trở thành đủ thứ sự việc thiện ác. Nhưng chỉ có một mặt trời tạo thành các việc như thế, chứ chẳng phải vì chúng sinh nhiều mà tăng thêm. Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, cứu độ chúng sinh cũng như thế. Tuy Bồ Tát chỉ có một vị, nhưng Ngài vẫn vui cứu khắp chúng sinh. Khi Ngài tu tập căn lành vì chúng sinh hồi hướng, thì Ngài nói như vậy, những chúng sinh đáng thương xót kia tự cứu mình còn không được, thì làm sao mà cứu được kẻ khác ư? Vì họ từ vô thủy đến nay bị vô minh che đậy chân tâm, chẳng có đại trí huệ như kẻ mù lòa, nên tìm chẳng được lối thoát khỏi lò lửa tam giới. Chỉ có một mình tôi muốn cứu độ họ, cũng chẳng có bạn bè chí đồng đạo hợp với tôi, người phát cùng tâm nguyện với tôi. Bồ Tát tu tập căn lành hồi hướng như vậy: một, tôi muốn rộng độ tất cả chúng sinh chẳng sinh tâm phân biệt. Hai, tôi muốn giống như mặt trời chiếu khắp tất cả chúng sinh. Ba, tôi muốn làm hướng đạo của chúng sinh, chỉ bày cho họ con đường chân chánh. Bốn, tôi muốn giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ đều được khai ngộ, đắc được trí huệ chân chánh. Năm, tôi muốn chiếu cứ hết thảy chúng sinh, giống như mẹ hiền chiếu cứ con cái. Sáu, tôi muốn nhiếp thọ tất cả chúng sinh, khiến cho họ đừng trở về với ngoại đạo. Bảy, tôi muốn tận lực dẫn dắt họ, khiến cho họ thành tựu nghiệp thiện. Kẻ chưa sinh nghiệp thiện thì khiến cho sinh ra, đã sinh thì khiến cho tăng trưởng, đã tăng trưởng thì khiến sớm cho được viên mãn. Tám, tôi muốn lãnh đạo tất cả chúng sinh thường huân tập ở trong chánh pháp, đắc được pháp hỷ chân chánh. Chín, tôi muốn khiến cho tất cả chúng sinh thường hành bát chánh đạo, thường trụ trong niềm vui chân chánh. Mười, tôi muốn đối với tất cả chúng sinh thường xiển dương chánh pháp của chư Phật, khiến cho họ dứt trừ tất cả nghi hoặc, sinh ra trí huệ rộng lớn. Phật tử, Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy: tôi phải như mặt trời chiếu khắp tất cả, chẳng cầu báo ân. Nếu chúng sinh có tội ác, nếu có thể dùng thọ, quyết không vì thế mà bỏ thệ nguyện, chẳng vì một chúng sinh mà bỏ tất cả chúng sinh, chỉ xin tu tập căn lành hồi hướng, khắp khiến cho chúng sinh đều được an lạc. Căn lành tuy ít mà khắp nhiếp thọ chúng sinh, dùng tâm hoan hỷ hồi hướng rộng lớn. Nếu có căn lành chẳng muốn lợi ích tất cả chúng sinh thì chẳng gọi là hồi hướng. Tùy một căn lành khắp dùng chúng sinh mà làm sở duyên mới gọi là hồi hướng. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy: tôi phải hành Bồ Tát đạo như mặt trời chiếu sáng vạn vật, khiến cho tất cả chúng sinh hữu tình vô tình đều đắc được sự ấm áp của tôi. Nhưng tôi cũng chẳng hy vọng chúng sinh báo ơn với tôi như thế nào. Nếu chúng sinh có tội ác gì, có lỗi lầm gì, hoặc đối với tôi có khinh mạn gì, tôi đều tha thứ cho họ, dung nhẫn sự vô tri vô lễ của họ, chẳng vì tội ác của họ. Tôi quyết chẳng vì họ phạm lỗi lầm hoặc khó giáo hóa mà bỏ lời nguyện mà tôi đã phát. Tôi cũng chẳng vì một chúng sinh phạm tội ác mà xả bỏ tất cả chúng sinh. Tôi vẫn tinh tấn siêng năng tu tập căn lành vì tất cả chúng sinh mà hồi hướng, hy vọng hết thảy chúng sinh đều đắc được bình an khoái lạc. Căn lành của tôi tu tuy ít, nhưng tôi vẫn dùng nhiếp thọ khắp tất cả chúng sinh. Tôi phải dùng tâm hoan hỷ để hồi hướng rộng lớn, đem tất cả những gì tôi tu tập thảy đều hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Giả sử tôi có căn lành chẳng muốn hồi hướng cho chúng sinh, chẳng muốn khiến cho chúng sinh đắc được lợi ích, thì đó chẳng gọi là tu pháp môn hồi hướng. Tôi phải đừng mang tới căn lành nhiều ít mà khắp thuận với dục cầu của chúng sinh, mà vì họ hồi hướng, như thế mới gọi là hồi hướng. Hồi hướng đặt để chúng sinh nơi pháp tánh không chấp trước, hồi hướng thấy chúng sinh tự tánh chẳng động, chẳng lay chuyển, hồi hướng chẳng chỗ nương, chẳng chỗ lấy về sự hồi hướng, hồi hướng chẳng thủ lấy tướng căn lành, hồi hướng chẳng phân biệt nghiệp báo thể tánh, hồi hướng chẳng thủ lấy nghiệp, hồi hướng chẳng cầu báo, hồi hướng chẳng nhiễm trước nhân duyên, hồi hướng chẳng chấp trước tướng năm uẩn, hồi hướng chẳng hoại tướng năm uẩn, hồi hướng chẳng phân biệt nhân duyên xả khởi. Đoạn văn ở trên nói, Bồ Tát tu tập căn lành chẳng màng nhiều ít để hồi hướng cho chúng sinh. Đoạn kinh văn này là kỹ thuật đủ thứ sự hồi hướng của Bồ Tát, hồi hướng cho chúng sinh. Ý nghĩa của đạt đề là thật tế,
Thật tế đức cũng là pháp tánh, pháp tánh vốn chẳng chỗ chấp trước. Một, hồi hướng đạt để chúng sinh nơi pháp tánh không chấp trước, nghĩa là nói Bồ Tát hồi hướng căn lành cho chúng sinh đều khế hợp với sự hồi hướng thật tế, khiến cho chúng sinh hiểu tự tánh của pháp vốn không chấp trước. Câu này là tổng quát mỗi thứ hồi hướng ở dưới. Bồ Tát đối với chúng sinh chẳng có lúc nào mà chẳng quan tâm. Ngài nghĩ phải cho chúng sinh làm được thật tế, hồi hướng chẳng chấp nơi pháp tánh, tức là bình đẳng hồi hướng. Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng thì hai, thấy tự tánh của tất cả chúng sinh bình đẳng chẳng chấp trước, vẫn chẳng động, tùy duyên không đổi, vốn là tướng hằng thường vắng lặng, cho nên chẳng động chẳng chuyển. Ba, nơi hồi hướng chẳng nương tựa về bi, chẳng thủ lấy tướng hành xả vô sự. Bốn, chẳng chấp trước tướng căn lành mà tôi có, chỉ hồi hướng thật tế, hồi hướng Bồ Đề, hồi hướng chúng sinh, hồi hướng hư không. Năm, chẳng chấp về nghiệp đã tạo ra, chẳng so sánh tương lai về báo thể tánh sẽ thọ, chẳng thêm phân biệt hồi hướng thống thể. 6. Chẳng chấp vào sự hồi hướng sắc pháp năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. 7. Cũng bất tất phá hoại tướng năm uẩn hoặc không để hồi hướng. 8. Hồi hướng chẳng tồn hy vọng báo đáp, quyết chẳng phải vì tôi đem căn lành hồi hướng cho chúng sinh thì tương lai chúng sinh sẽ báo đáp cho tôi. 9. Nhân duyên chẳng dính sự cấu bẩn nhiễm ô để hồi hướng, phải nhân duyên thành tựu các việc thanh tịnh để hồi hướng. 10. Chẳng chấp trước phân biệt tất cả nhân duyên, làm thế nào sinh khởi và tương lai quả lại như thế nào, chẳng chấp vào những chi tiết đó để hồi hướng. Hồi hướng chẳng chấp danh tiếng, hồi hướng chẳng chấp xứ sở, hồi hướng chẳng chấp pháp hư vọng, hồi hướng chẳng chấp tướng chúng sinh, tướng thế giới, tướng tâm ý. Hồi hướng chẳng khởi tâm điên đảo, tưởng điên đảo, thấy điên đảo, hồi hướng chẳng chấp vào lời nói. Bồ Tát tu hồi hướng, đem căn lành của mình tu tập hồi hướng cho chúng sinh, lợi ích chúng sinh, và Ngài chẳng có hy vọng nhờ đó mà được mọi người tán dương, khiến cho ai nấy đều biết Ngài đang tu hồi hướng. Bồ Tát chẳng chấp trước vào hư vọng danh tiếng mà tu hồi hướng. Bồ Tát đem căn lành hồi hướng cho chúng sinh, chẳng cầu danh cũng chẳng chấp vào xứ sở và đối tượng hồi hướng. Ngài quyết chẳng kiên trì, nhất định phải có nơi chốn hoặc mục đích để hồi hướng. Ngài chẳng chấp vào có, cũng chẳng chấp vào không, chẳng chấp vào pháp hư vọng để hồi hướng. Ngài cũng chẳng chấp vào tướng chúng sinh, hoặc tướng thế giới, hoặc tướng tâm ý để hồi hướng. Trọng tâm của Ngài ở tất cả mọi thời, mọi nơi, đều minh bạch thanh tịnh, chưa từng sinh khởi tâm ý điên đảo, hoặc tư tưởng sinh khởi điên đảo, hoặc kiến giải phát sinh điên đảo hồi hướng, cũng chẳng rơi vào lời nói mà hồi hướng. Hồi hướng quán tất cả tánh các pháp chân thật, hồi hướng quán tất cả tướng chúng sinh bình đẳng, hồi hướng dùng ấn pháp giới, ấn các căn lành, hồi hướng quán các pháp lìa tham dục. Khi Bồ Tát tu tập căn lành hồi hướng, thì Ngài quán sát tất cả các pháp, chẳng không chẳng có, tức không tức có, hai nghĩa đều không hai, rõ các pháp thời tướng, dùng tánh chân thật để hồi hướng. Lại quán tất cả tướng chúng sinh đều bình đẳng, chẳng có phân biệt mà hồi hướng, vì minh bạch vọng không, tất cả đều không. Thật hữu có, tất cả diệu hữu, tức không ở trước là thật ở đây, hai nghĩa chẳng hai là chân pháp ấn. Cho nên dùng ấn pháp giới để ấn chứng các căn lành hồi hướng, hoặc nói cách khác, Bồ Tát tu tất cả các pháp đều tức tướng lìa tướng, tức pháp phi pháp, chẳng chấp trước, chẳng giống như phàm phu làm được một chút việc lành thì chấp vào cho rằng có công đức rất to lớn. Tâm của Bồ Tát thường vắng lặng, hành xả vô sự, cho nên Ngài có thể dùng ấn pháp giới để ấn tất cả căn lành hồi hướng. Bồ Tát quán sát các pháp, thấu rõ thông đạt các pháp, nên chẳng chấp trước các pháp mà sinh pháp chấp. Bồ Tát lìa khỏi tất cả tâm tham tâm dục, cho nên Ngài bình đẳng hồi hướng, ấn chứng các căn lành hồi hướng. Hiểu tất cả pháp không, đủ thứ căn lành cũng như vậy. Quán các pháp không hai, không sinh không diệt, hồi hướng cũng như vậy. Dùng các căn lành như vậy để hồi hướng, tu hành pháp thanh tịnh đối trị, hết thảy căn lành thảy đều tùy thuận, và xuất thế gian chẳng làm hai tướng. Minh bạch tất cả pháp đều chẳng một chẳng hai, cho nên nói chẳng thấy có chút pháp sinh, cũng chẳng thấy có chút pháp diệt, đủ thứ căn lành cũng như vậy. Căn lành có thể tu một mình, nhưng nói trồng cây. Bồ Tát quán sát tất cả pháp không hai, thấu rõ, thật có vốn có, tự nhiên chẳng sinh, vọng hoặc vốn không, không chẳng thể diệt.
Nhận thức như thế thì tu tập pháp môn hồi hướng hành giả vô sự, dùng sự hồi hướng căn lành không nhiễm, không chấp, không hại của kinh văn đã nói ở trước mà tu tập pháp hành thanh tịnh. Vì pháp thanh tịnh là đối trị pháp nhiễm ô, sự tu tập tất cả căn lành thanh tịnh đều hợp với tông chỉ xuất thế gian, tức là sinh tu giới, định huệ, diệt trừ tham sân si. Pháp là pháp môn không hai, tướng cũng chẳng có hai tướng. Chẳng những không có hai tướng mà một tướng cũng chẳng có, cho nên nói chẳng làm hai tướng. Chẳng phải tức nghiệp tu tập nhất thiết trí, chẳng phải lìa nghiệp hồi hướng nhất thiết trí. Nhất thiết trí chẳng phải tức là nghiệp, nhưng chẳng lìa nghiệp mà được nhất thiết trí. Vì dùng nghiệp như ánh sáng hình bóng thanh tịnh, vì báo cũng như ánh sáng hình bóng thanh tịnh, trí huệ nhất thiết trí cũng như ánh sáng hình bóng thanh tịnh. Bồ Tát chẳng phải ở nghiệp hành tu tập nhất thiết trí, song cũng chẳng lìa khỏi nghiệp hành mà hồi hướng nhất thiết trí. Vì lìa nghiệp thì không thể hồi hướng, như tạo nghiệp thiện thì không thể lìa khỏi nghiệp thiện hồi hướng nhất thiết trí. Nhất thiết trí cũng chẳng nương theo nghiệp, trí chẳng phải nghiệp, nhưng lại không thể lìa khỏi nghiệp mà đắc được nhất thiết trí. Vì lìa khỏi nghiệp thiện thì chẳng đắc được nhất thiết trí, cho nên nói chẳng tức chẳng lìa, chẳng tức nghiệp, chẳng lìa nghiệp mới có thể được nhất thiết trí. Là đạo lý gì phải nói như vậy? Nghiệp chẳng lìa trí, trí cũng chẳng lìa nghiệp. Ví như nghiệp này giống như ánh sáng và hình bóng thanh tịnh, vậy báo cũng nhất định thanh tịnh như ánh sáng và hình bóng. Báo thanh tịnh như ánh sáng và hình bóng, vậy nhất thiết trí, trí huệ tối thủ thắng, tự nhiên cũng thanh tịnh như ánh sáng và hình bóng. Lìa cái tà của tà, tất cả động loạn, suy nghĩ phân biệt, như vậy biết rõ, dùng các căn lành phương tiện hồi hướng. Khi Bồ Tát hồi hướng như vậy, thì độ thoát chúng sinh thường chẳng ngừng nghỉ, chẳng trụ pháp tướng. Tuy biết các pháp không nghiệp không báo, hay khéo sinh ra tất cả nghiệp báo, mà không trái tranh luận, như vậy phương tiện khéo tu hồi hướng. Bồ Tát thông đạt đạo lý kinh văn nói ở trên, cho nên Ngài chẳng lìa cái ta, chẳng tồn tại quan niệm duy ngã độc tôn, cũng để khỏi của ta, chẳng có chiếm hữu muốn tất cả vì ta sở hữu, lại lìa khỏi tất cả tư tưởng động loạn, hoặc tùy hoặc lìa. Tư tưởng như thế giống như hạt bụi lơ lửng không ngừng ở trong hư không, lại lìa tức chủ quan phân biệt ý thức đối với sự vật, cũng đã minh bạch nghiệp và trí, đều giống như ánh sáng và hình bóng, chẳng có một thật thể, thanh tịnh cũng chẳng có hình tướng, đều là như huyễn, như biến hóa. Nếu nói ánh sáng là chân thật, vậy có thể nào nắm lấy ánh sáng để nhìn xem được chăng? Như nói hình bóng là chân thật, vậy có thể cầm lấy hình bóng được chăng? Thanh tịnh cũng như thế. Bồ Tát minh bạch đạo lý này, cho nên Ngài hay dùng căn lành của Ngài tu tập lìa tướng, lìa phân biệt, mà lại chẳng hoại tướng để làm phương tiện hồi hướng. Hồi hướng nơi chúng sinh là phương tiện hồi hướng Bồ Đề. Phương tiện hồi hướng thật tế, phương tiện đủ thứ sự hồi hướng. Khi Bồ Tát hồi hướng như vậy, thì Ngài cũng chẳng cầu báo đáp, miễn sao có lợi ích cho chúng sinh, thì chẳng sợ gian nan khó nhọc đi làm. Do đó chỉ biết trồng trọt, chẳng hỏi thu hoạch. Cũng chẳng mang chúng sinh đối với Ngài thế nào, Ngài chỉ biết lợi người, chưa từng nghĩ đến lợi mình. Ngài cứu độ chúng sinh lìa khổ được vui, đạt được giải thoát, Ngài đêm chẳng giải đãi, chẳng bỏ chúng sinh thọ khổ, để tự mình tìm cầu an nhàn, nghỉ ngơi. Ngài làm như thế, chẳng vì có sự mong cầu, cảm thấy cứu độ chúng sinh là bổn phận của mình, phải làm như thế. Chẳng như thế thì Ngài chẳng cho rằng là đang tu công đức, mà chấp vào nơi tất cả pháp tướng. Tuy nhiên Bồ Tát đã biết bản thể của tất cả các pháp, cũng chẳng có nghiệp, cũng chẳng có báo. Nhưng ở trong pháp này lại sinh ra tất cả nghiệp và báo. Do trong tất cả pháp sinh ra nghiệp và báo, mà bản thể của pháp lại chẳng có nghiệp và báo, song nó hay sinh ra. Đạo lý này và đạo lý vốn không nghiệp không báo chẳng trái với nhau, hoặc phát sinh xung đột mà khởi tranh luận. Nhân tố này viên dung vô ngại với nhau, do đó Bồ Tát có thể tổng nhiếp nhiều đạo lý như vậy, nhậm vận vô ngại mà có thể khéo dùng pháp môn phương tiện khéo léo để khéo tu tất cả pháp môn hồi hướng. Khi Đại Bồ Tát hồi hướng như vậy thì lìa khỏi tất cả lỗi lầm, được chư Phật khen ngợi. Phật tử, đó là hồi hướng thứ nhất, cứu hộ chúng sinh, lìa tướng chúng sinh của Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát tôn chiếu đạo lý kinh văn như đã nói ở trước, khi tu pháp môn hồi hướng thì nơi sự nơi lý đều thông đạt vô ngại, nhận thức rõ ràng,
cho nên tuyệt đối chẳng có lỗi lầm trái ngược với chân lý, mà lại chẳng chấp trước vào pháp tướng độ chúng sinh, đó là độ chúng sinh mà lìa tướng chúng sinh. Dù mười phương chư Phật thường ở trong cõi thường tịch quang tịnh độ cũng rất khen ngợi vị Đại Bồ Tát đó, nhận rằng chỗ biểu hiện của Ngài đều khế hợp với pháp của chư Phật nói. Cả vị đệ tử của Phật đó là pháp môn hồi hướng thứ nhất, cứu hộ tất cả chúng sinh, lìa tướng chúng sinh hồi hướng. Của Đại Bồ Tát, ý nghĩa chủ yếu là cứu hộ tất cả chúng sinh, mà chẳng chấp trước vào công đức cứu hộ, phải quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng, hành xả vô sự, quy vô sở đắc, gọi là hồi hướng lìa tướng. Nếu có sự chấp trước, cảm thấy mình cứu độ bao nhiêu chúng sinh, có bao nhiêu công đức, mọi người phải biết vì họ mà ca tụng công đức, khen ngợi họ là vị đại thiện nhân Bồ Tát sống. Một khi có tư tưởng như thế thì chẳng những là chẳng có công đức, mà nói thẳng là hoàn toàn không hiểu về ý nghĩa chân chánh của sự hồi hướng. Cho nên chúng ta phải minh bạch lợi ích chúng sinh, thế chúng sinh thọ khổ, đây là bổn phận mỗi người tu đạo phải có, đừng chấp trước vào tướng tôi độ chúng sinh. Bấy giờ Bồ Tát Kim Cang Tràng quan sát mười phương tất cả chúng hội cho đến pháp giới vào câu nghĩa sâu xa, dùng vô lượng tâm tu tập thắng hạnh, đại bi che khắp tất cả chúng sinh, chẳng dứt hạt giống các Như Lai ba đời, vào công đức pháp tạng của tất cả chư Phật, sinh ra pháp thân của tất cả chư Phật, khéo phân biệt tâm của các chúng sinh, biết căn lành của họ trồng thành thục trụ nơi pháp thân, mà vì họ thể hiện sắc thân thành tịnh, nương thần lực của Đức Phật liền nói bài kệ rằng: Bồ Tát Kim Cang Tràng nói xong một pháp môn hồi hướng ở trên rồi, thì lúc đó lập tức quan sát chúng hội trong mười phương thế giới cũng đồng như vậy. Có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang ở đó chủ trì pháp hội diễn nói pháp môn thập hồi hướng, cho đến tận cùng hư không khắp pháp giới đều vào trong câu nghĩa diệu pháp thâm sâu và trong nghĩa lý rốt ráo, dùng thâm tâm rộng lớn vô lượng vô biên để tu tập pháp môn vô lượng thù thắng này.